Hai nghệ sĩ Thanh Kim Huệ, Minh Dương liên tục chương trình trưa nay cùng bài giọng cổ Nàng Xuân của tác giả Bình Thư. Mời các bạn cùng nghe. Có phải tiếng chân em bước đó không mà anh nghe như nhạc trôi trong lòng, nghe như trời đất thầm to nhỏ. Hôm nay mỗi bước em đi làm bao người sao xuyên trời đất bừng lên qua lá đổi thay màu. Ánh mắt của em hai tầng của quê hương mà ta tiếc giả giao. Tiếng em hát hay tiếng ca đồng lúa mà âm điệu mình đôi má hồng ửng đỏ. Em ca em hát đời gọi mùa vui ơi người ơi, thương anh giá dầu mưa nắng ơi người ơi, vì lo ấm lo cho đời mời anh thì em bí hạt mai này thỏa ước mong. Có phải điệu ly cây bông ru đồng đồng ngó sữa hai điệu dân ca em đang mở cửa tâm tình. Anh yêu mùa xuân như em yêu đồng một mà
màu xanh bát ngát. Vì trong màu xanh kia có âm vang giọng hát điệu lý cây bông em hát hôm nào. Em có nghe chăng khắp quê ta đang bừng lên bao nhựa sông dâng trào. Có em về ngôi nhà xưa thêm rạng rỡ, trường học đỏ hồng màu ngôi mới tinh nguyên. Em thơ chào em bằng nụ cười thật hồn nhiên, mẹ chào em bằng nụ cười hiền đôn hậu, chị chào em bằng nhiều thiết tha chiều mến, anh chào em bằng những chiến công đầy. Anh làm da sạm nắng ơi người ơi, vì lo ấm lo cho đời, anh nào ngại khó khăn thì em biết hát mừng mai này thỏa ước mong. Ôi điệu ly cây bông mà thắm tình nhân nghĩa, như gói trọn cuộc đời em gắn bó với nhà nông. Anh nhớ ra rồi, điệu ly cây bông có phải em muốn nhắc anh chuyện xưa trên cánh đồng năm tân. Anh hứa sẽ miệt mài cho đá mềm chân tình, cho nàng xuân vui ngỡ mãi nơi này. Đôi mái hay giữa nắng chiều nhìn xuân đầm thắm biết